Cô ơi, làm sao để mình tha thứ cho kẻ đã từng xâm phạm thân thể mình ạ? À, xin cô chỉ giáo, bây giờ con thật sự rất rối. Người đã xâm phạm đến thân thể mình hả? Tôi thấy là chỉ tha thứ cho cái người nào biết sai và nhận lỗi thôi. Còn người nào mà không biết sai, không chịu sửa lỗi thì không có tha thứ được. Đặc biệt là phải cho họ một cái bài học để họ biết được rằng cái hành vi của họ là sai trái rồi. Đối tượng xâm phạm đó, nếu như mà mình không giáo dục răn đe, mà không có giáo dục mang tính chất răn đe, thì có thể họ sẽ tiếp tục phạm sai lầm với nhiều người khác nữa, chứ không phải đâu. Vừa rồi ở Hàn Quốc đăng tin một cái cô này, cổ tuổi đời còn rất trẻ thôi, mới có 20 mấy tuổi thôi, nhưng mà có một cái đam mê đó là giết người hàng loạt. Thế là cổ lên mạng, cổ nghiên cứu cái cách làm sao mà để giết, mà cái đối tượng giết người của cổ phải là những cái em mà sinh viên đại học trẻ rồi đó, mà đi làm gia sư đó. Cổ tìm những cái ứng dụng để coi ai mà đang ở nhà một mình, rồi cổ giả danh đó là học sinh trung học đặng tới mà hả học với cô giáo, rồi cuối cùng là giết cô giáo tại nhà riêng, rồi chặt xác phân thay, rồi nói chung làm y như trong phim vậy đó. Và cổ lên kế hoạch là nếu cái được lần này mà trót lọt ha, là cổ sẽ làm hàng loạt vụ án khác. Nghe ghê không ạ? Nó một người con gái thôi, nhưng mà lên kế hoạch như vậy tức là họ có cái vấn đề về thần kinh rồi. Cho nên cái người mà ấu dâm trẻ em, hoặc là những người mà xâm phạm thân thể người khác, tấn công tình dục vân vân, nếu họ không có cái biện minh, mình không có cái biện pháp răn đe giáo dục kịp lúc á, họ sẽ tiếp tục làm ác. Các cái cơ quan phân tích tâm lý người ta, rồi kể cả ra trước tòa án luôn, ngay khi mà bị kết tội rồi thì cổ vẫn không có thấy cái gì sai hết, mặt vẫn cười rất tươi luôn, sát nhân mà khủng khiếp vậy đó. Và người ta đánh giá là nếu như cái ca này mà cổ trót lọt là cổ sẽ tiếp tục làm thêm hàng loạt vụ như vậy nữa, chứ không phải là dừng lại. Họ không biết sai là gì, họ không biết nhân quả, không biết sợ nhân quả là gì, không ý thức được cái hành vi của mình là nó gây hậu quả nghiêm trọng. Cho nên cái người mà xâm phạm thân thể của bạn, nếu mà họ không có hối lỗi, không phải là họ dừng lại ở bạn đâu, họ sẽ xâm phạm rất nhiều người khác nữa. Phải báo với lại cha mẹ và công an nếu mình là còn nhỏ. Nếu em là học sinh, là sinh viên gì đó thì em phải báo với cảnh sát, báo với cha mẹ. Còn nếu như là người lớn thì cũng phải báo với người thân hoặc báo với công an, tùy cái mức độ ứng xử cho phù hợp. Họ xâm phạm thân thể ở cái mức độ nào. Thật ra ở đây chỉ cần nhìn chằm chằm người ta thôi, hoặc là đụng vào chút xíu gì trên bất kỳ một cái bộ phận cơ thể nào thôi cũng đã là quấy rối tình dục rồi, chứ đừng có nói là xâm phạm sâu hơn. Cho nên là mình phải biết cái mức độ và cái quy chuẩn để mà kết tội, luật pháp của từng quốc gia có ứng xử cho phù hợp ha. Còn để mà về vấn đề tâm lý, làm sao để vượt qua cái nỗi ám ảnh bị xâm hại, thì bạn phải cố gắng quán vô ngã, tu tập nhiều, phải quán vô ngã, quán vô thường, quán bất tịnh, quán hơi thở, thực tập chánh niệm ở hiện tại, không có nghĩ nhớ quá khứ nữa. Cái thân thể mình ngay tại hiện tại đây thì nó đã không phải là cái thân thể quá khứ bị xâm phạm rồi, thì mình thực tập như vậy mình sẽ có bình an hơn. Quán cái thân cũng là vô ngã, thì cái này là nó cần cái công phu tu tập đều đặn bền bỉ mà có vị thầy hướng dẫn tâm linh. Thì kính chúc bạn an lành. Vâng, con muốn hỏi một câu là trước kia đi chùa đấy ạ, thì thường ở chùa thì có cũng là thầy đang đi về, thì thường là người già và người lớn tuổi hơn, thì các quý thầy thì thường là những quý thầy đã thu thầy những sư cô chẳng hạn nhỏ tuổi, thì ra chùa thì các ông các bà người lớn thì thường có những người thì hiểu về các cái đạo hạnh của chùa của tu thì sẽ là A Di Đà Phật, con bạch thầy, và còn có những về tức là khi mà ở bên hai giới hai cách thôi, thì cũng là nói rằng là đám tuổi chỉ là con mình thôi. Có hai cái chân lý, tức là khi mà mình A Di Đà Phật, mình bạch thầy, không có nghĩa là mình đang mình bạch ở đây là tức là ở trong tâm mình là đang về trong Phật và Phật đạo, và những người mà đang chủ trì cũng là thầy hoặc là ni cô hoặc là sư hoặc là một tiểu về đến chùa chỉ là cái cảnh chùa hạ đó, thì là mình đấy là tâm của mình là A Di Đà Phật với thầy. Còn ở chức danh mà đi về, mà ví dụ như thầy mà nói ở trong các cái ví dụ như tất cả những cái đạo mà duy nhất chỉ có đạo Phật của chúng ta là nữ giới đó ạ, thì ở bên lương của chúng ta thường có hay là phân biệt so đo là tại sao lại cứ nhiều tuổi như mình già rồi mình đi ra chùa này cứ lại rồi A Di Đà Phật con bạch thầy, mà trong khi đó là thầy rất là trẻ ạ.
Vâng, thì thầy giải thích giúp con là mình làm như thế có phải là khi mà mình Phật như thế là mình Phật với đạo Phật mà thầy. Rồi, cô hiểu ý chị rồi. Chị muốn nói cái câu là nhiều người lớn tuổi đi chùa thấy quý thầy, quý hòa thượng lớn tuổi thì có thể sẵn sàng kính cẩn trình bạch. Nhưng mà đối với những vị tu sĩ nhỏ tuổi thì là không có muốn cung kính, đảnh lễ, xưng hô. Thì cái này là do cái chấp của mình là đúng thì mình cho cái việc đó là đúng thì mình ứng xử vậy thôi, chứ không phải cái đây là cái ứng xử đúng. Ứng xử đúng trong nhà Phật, Đức Phật đã dạy rồi, không có coi thường bốn cái điều. Đây là một bản kinh rất là hay, quý Phật tử cần đọc. Có bốn điều không thể coi thường. Thứ nhất là không thể coi thường một con rắn nhỏ, tại vì con rắn nhỏ nhưng nó có độc, nó cắn là chết. Cái thứ hai, không thể coi thường một đốm lửa nhỏ. Một đốm lửa nhỏ nhưng nó có thể thiêu rụi cả một khu rừng, đúng không ạ? Cả một khu rừng có thể làm được hàng triệu que diêm, nhưng mà một que diêm cũng có thể thiêu rụi cả một cái khu rừng. Vậy cái đốm lửa nhỏ này có coi thường không? Không. Điều thứ ba không thể coi thường đó là không thể coi thường một hoàng tử nhỏ. Vì sao? Cái hoàng tử nhỏ lủm chủm đó có thể 3 tuổi, ăn còn chưa no, lo còn chưa tới, có thể là đùa giỡn bất thường. Nhưng mà chính cái vị hoàng tử này sau này có thể lên làm một đại đế và có ảnh hưởng rất là lớn, chứ không phải giỡn, nắm quyền sinh sát của cả một quốc gia trong tay mình. Nếu là vị chuyển vân thánh vương thì nắm quyền sinh sát của cả một cái cõi giới Diêm Phù Đề này luôn. Và điều thứ tư Đức Phật nói không thể coi thường đó là một vị tu sĩ trẻ. Đó là một ví dụ, một sa di trẻ, một sa di ni trẻ, một chú tiểu nhỏ không thể coi thường. Nếu ngày xưa chúng ta coi thường một chú bé xuất gia 15 tuổi ở tổ đình Từ Hiếu kia, thì ngày nay chúng ta có thấy xấu hổ với Đại Thiền Sư Làng Mai không? Thiền Sư Làng Mai khi xuất gia bao nhiêu tuổi? Có phải là một chú bé chút xíu không? Nhưng Ngài đã làm được gì cho nhân sanh, cho xã hội, cho Phật giáo, cho cộng đồng, cho quốc tế, cho hòa bình cả thế giới? Cái đời sống của Ngài từ lúc sinh ra cho tới khi Ngài viên tịch là một cái bài học cực kỳ quý giá, là một cái giáo ngôn rất là tuyệt vời, là một chân lý vĩ đại trên cái thân hành của Ngài. Ngài rất là ít nói, Ngài chỉ giáo hóa bằng những bước chân đầy thần thông, chánh niệm, mầu nhiệm của Ngài đi trên mặt đất thôi. Mà ngày xưa nếu mình coi thường cái chú bé đó, có đáng không? Và ngày xưa một chú bé La Hầu La Sa Di có 6 tuổi đi tu, nhưng mà La Hầu La là một trong 10 vị đại đệ tử thời Đức Phật. La Hầu La là người có mật hạnh đệ nhất chứng A-la-hán rất là nhanh. Vậy có coi thường cái chú bé 6 tuổi đi tu không? Trong tăng đoàn của Đức Phật có rất nhiều sa di 7 tuổi và chứng thánh, có đại thần thông, có thể thu phục được tới cả Long Vương. Cho nên đây là bài kinh của Đức Phật. Đức Phật dạy có 4 điều không coi thường, trong đó không thể coi thường một tu sĩ trẻ. Tại vì tu sĩ trẻ đó có thể trở thành lãnh đạo của một tăng đoàn, một giáo đoàn mà đem lại lợi lạc quần sanh rất là lớn. Cho nên đó là cái chấp của mình, cái chấp về tuổi tác của mình, cái chấp về hiểu biết của mình, cái chấp về vai trò, vị thế trong xã hội của mình. Vì cái ngã mạn của mình rất lớn nên mình thiếu cái tâm khiêm cung đối với cái gì xuất gia mà học đạo. Chứ còn nếu như là người con Phật thì sư cô đã giảng cái bài đầu tiên, đó là cung kính, cái phước báu từ sự cung kính. Mình cung kính một vị tu sĩ không phải là vì cái vị đó là đạo cao đức trọng, nhiều tiền hay là thế lọ thế chai, nhưng mà mình cung kính trước hết là vì sao mình chắp tay mình bạch thầy xưng con vậy, cung kính ở cái giới đức của vị đó. Ít nhất một vị tu sĩ giữ giới nhiều hơn mình, công phu nhiều hơn mình, thời gian mình đi chơi, đi tám, đi nấu nướng sát sanh hại vật, quý thầy quý sư cô trong chùa bao nhiêu cái món ngon vật lạ trên cuộc đời, gần như 80% có ăn không? Dạ không. Đi Nam truyền Phật giáo thì đi khất thực, người ta cho gì ăn đó, nói thẳng là đi ăn xin. Còn nếu quý tu sĩ ở trong chùa, quý vị có làm đủ món đi chăng nữa, thật ra nó cũng từ gì, nấm với đậu hũ thôi, có gì khác không? Quay đi cũng tàu hũ với nấm, nấm với tàu hũ, không có một cái món gì đặc biệt khác. Dù quý vị có thể kêu nem công chả phượng cho nó mới mẻ ra, thật ra không có. Ta cho bôm nhon tha nấm với đậu hũ. Vậy thì có phải là đã hơn mình cái chỗ mà thiểu dục trong cái việc ăn chưa? Còn mặt nữa, quý vị thấy hôm nay mình giao thừa, quý vị bận bao nhiêu màu, bao nhiêu xe xua. Ngày mai quý vị lên chánh điện mùng 1 con thay bộ mới nè cô. Đó, đúng không? Một người ít nhất phải có hơn 100 bộ đồ, chưa kể có một cái đôi môi thôi mà hơn 100 cây son, trét đủ màu, nước hoa thì đủ kiểu. Quý thầy quý sư cô có được dùng không? Có cái tóc đâu mà cột với chải, đúng không? Móng tay cũng không được dài quá một hạt gạo, lấy cái gì mà làm neo. Rồi bây giờ màu mè cho cố cũng màu xanh với màu gì, màu vàng với màu nâu hết rồi. Có mặc màu tím hoa cà hay màu vàng chanh hột lựu gì không? Rồi đó là cái thiểu dục trong cái ăn.
ăn, cái mặc, rồi cái ngủ có được ngủ đàng hoàng không? Quý vị có thấy một cái chùa nào mà ngủ đến 12 giờ trưa được dậy không? Ví dụ thôi, bữa nay mình chủ nhật mình nằm nướng, 12 giờ trưa mình dậy kệ mình, ai nói gì mình không? Trong chùa có được 12 giờ trưa dậy không? Dù một chú tiểu 5 tuổi đi tu cũng trễ lắm là 5 giờ sáng dậy công phu rồi. Mình làm sao mà lại coi thường người ta? Thứ nhất là ngày ăn 3 bữa hoặc không sát sanh hại vật. Thứ hai, từ quần áo ăn mặc mọi thứ tiết chế. Thứ ba, trong thời gian mình có thể nói bậy, nói nhảm, hát karaoke, thì quý chú, quý cô ở chùa học gì? Học oai nghi, học tỳ ni, học kinh, học luật. Học biết bao nhiêu thứ để học, chứ đâu phải tự nhiên cái vô chùa cái thành thầy liền. Vậy cho nên rằng đối với sư cô, ngay cả cô bây giờ đi tu, nhưng mà cô thấy những chú tiểu nhỏ chùa cô cũng không bao giờ dám coi thường, và cô rất thương. Thấy thương các chú tiểu chùa của sư phụ cô, có 20 mấy chú tiểu nhỏ. Chú tiểu nhỏ nhất mới học có lớp 1 hả? Cưng muốn xỉu luôn. Nhưng mà mình nhìn thấy chú tiểu mới học lớp 1, có chú tiểu mới hồi vô chùa có 5 tuổi chưa có biết đọc chữ, mà sáng 4:30 vẫn dạy công phu ngồi thiền như thường. Không biết đọc chữ thì nghe một hồi rồi đọc được, đâu có biết đọc chữ, nhưng mà nghe xong rồi thuộc đọc lại. Mình nhìn cái cảnh đó mình thương không? Con mình ở nhà đây 7 tuổi, 8 tuổi phải đút cho ăn, phải bận đồ cho hái, chứ chưa chắc là 4 giờ kêu nó dậy đâu nghe. Đúng không? Cô có mấy chị em đi chùa ha, 10 giờ sáng kêu nó mà thiếu điều mà cả lối xóm dậy hết mà con chưa dậy đó. Mà chú tiểu trong chùa có được dậy không? Dạ không, chú tiểu trong chùa sáng 4:30 dậy lên công phu rồi. Chứ mình dậy mình thương. Mình nghĩ nếu mà con mình đi tu mình thương không? Cho dù mình là mẹ mà mình được bằng con mình chưa? Phải không? Cho nên cô thấy là cái hình ảnh người tu, cho dù á là một bậc hòa thượng đạo cao đức trọng, hay là một chú tiểu, một sư chú, một sư cô nhỏ xíu đi tu, điều đó nó rất là đáng quý và trân trọng. Bởi vì quý thầy, quý sư cô, ví dụ có khiếm khuyết trong cái giới đức, giới hạnh, thì cái còn có sư phụ, thầy tổ, có tăng đoàn, có yết ma, có phần nhân quả nữa. Nói thẳng ra đi, ví dụ sư cô mà tu tập không đàng hoàng thì quả báo xấu ai lãnh? Cô lãnh chứ quý vị thương cô mấy cũng đâu có lãnh giùm được, phải không? Vậy thì á, không nói tới cái phần mà phạm giới phá trai gì đi, là nhân quả cô tự lãnh rồi. Còn nếu trúng cái vị mà tu hành đàng hoàng, giới đức tinh chuyên, nhỏ tuổi hay ít tuổi, mình có thương không? Nhà thương, ở đây nhân dịp chị nói cái câu này là cô hiểu vì sao chị hỏi. Tại vì lòng chị có sự cung kính cho nên chị mới hỏi. Hồi cô mới đi tu cũng gặp những trường hợp vậy. Có các bác lớn tuổi đến chùa là không bao giờ chào các cô nhỏ. Tại sao? Rồi biết rành rồi, đi chùa lâu rồi, biết vị nào đắp y có mấy cái điều là vị lớn, vị nào đắp y không có điều là biết mới nhỏ, mới thọ giới nhỏ. Vị nào không có cái y để đắp luôn là biết này mới tu rồi. Nên là không có thèm chào luôn. Không có thèm chào mà còn kiểu như là sao à? Hồi cô chưa đi tu là tôi đã biết đến chùa rồi, chùa này tôi bỏ công sai chứ ai. Đó, cái kiểu quý bác đó cũng có chứ không phải không. Thì cái đó là do mình, cái nhận thức mình nó sai lệch thôi. Cô kể cái câu chuyện vui cho quý vị có cái niềm tin vào Tam Bảo. Mình biết sư ông mà dịch cái bộ kinh Pháp Hoa của mình không? Sư ông Giảng Đức á, Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh, Hòa Thượng Trí Tịnh mà dịch kinh Pháp Hoa. Cả một đời sư ông Giảng Đức á là tu hành niệm Phật. Thì các chú tiểu nhỏ ở chùa sư ông á cũng ngày công phu hai thời rồi niệm Phật theo sư ông. Thì một hôm có một bác Phật tử rất là lớn tuổi, rất là tu kiểu mà học đạo, cũng học giáo lý, cũng rành lắm. Thì bác mới đến chùa, bác đàm đạo với lại sư ông. Mà cái giờ bác đến là trúng cái giờ công phu của các chú tiểu. Thì các chú tiểu cũng lên công phu như thường, thầy mình có khách chứ, cái nhiệm vụ của mình phải lên chùa công phu. Thì các chú tiểu công phu gõ mỏ vậy đó. Thì ở dưới này bác mới đặt cái vấn đề với lại hòa thượng, với sư ông là tụng kinh gõ mỏ như vậy á, mà ý là không biết có được lợi lạc gì không. Ý cái kiểu mà mấy chú này còn nhỏ quá, không có hiểu được mình đang tụng cái gì, tụng chơi, tụng giỡn, tụng vẹt cho xong rồi đi xuống, không biết có lợi lạc gì không ha. Ý là bác đang thể hiện cái sự hiểu biết lớn của bác trong giáo lý, trong Phật giáo là tu phải thế này thế kia, tu phải hiểu được cái gì cao siêu, tu phải chuyển hóa này nọ. Ý là bác đang thể hiện cái sự hiểu biết và công phu của mình với sư ông. Thì bác nói huyên thuyên hết cả buổi như vậy. Khi bác ngừng lời lại thì sư ông chỉ nói có một câu thôi: không biết mấy chú tiểu đó công phu có lợi lạc gì không, nhưng mà lợi lạc hơn nãy giờ tôi với ông đây ngồi nói phét rồi đó. Mình thấy Hòa Thượng từ bi và trí tuệ tới cỡ nào. Không biết chú tiểu lên chùa tụng được mấy câu kinh vô, nhưng mà ít ra trong cái lúc chú tiểu tụng câu kinh đó, chú tiểu có làm gì sai không? Chú tiểu có nói bậy không? Chú tiểu có nghĩ bậy không? Không biết chú tiểu tu vậy có được cái gì không, nhưng mà được hơn tôi với ông nãy giờ nè. Tôi với ông nãy giờ ngồi đây nói nhảm nè, không có được một cái gì nè ông nè. Và từ đó bác đó không đến chùa nói mấy kiểu đó nữa. Cho mình thấy sư ông đức độ không? Những bậc mà đức độ như vậy đó, đối với một chú tiểu nhỏ trong chùa, ngài cũng rất là kính trọng. Sư cô đi tu đây rồi cô thấy mà các em nhỏ bây giờ đi tu được, cô mừng lắm. Và không bao giờ dám cái kiểu coi thường. Tại vì đây một cái vị nhỏ vậy đây, nhưng mà người ta đủ 20 tuổi, người ta thọ tỳ kheo là mình phải cung kính đảnh lễ.
Tăng có cái phước hơn ni chứ. Tăng mà làm đạo mà thuận duyên là lợi lạc lớn hơn ni nhiều lắm. Cho nên đối với các vị chú tiểu là không có coi thường ha. Rồi, chắc là khoảng 2 câu nữa là mình sẽ phải tụng kinh. Cho nên có ai nhân cơ hội này hỏi. Con hỏi sư cô một câu là kinh Bà La Hiệ. Kinh gì? Kinh Ba Gia hả? À, bài kinh trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Này Ba Hiệ, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Hỏi bài kinh đó đúng không? Dạ rồi, anh Hùng hỏi một bài kinh. Đây là cái bài kinh cô đã kể tích truyện kinh Pháp Cú rồi. Anh có nghe bài giảng đó của cô chưa? Cô sẽ gửi đường link cho anh. Trong bài kinh tích truyện kinh Pháp Cú cô đã giảng được bài này rồi. Đây là một cái tích truyện rất là đặc biệt. Ba Hiệ là một vị mà chứng đắc nhanh nhất, đạt kỷ lục luôn. Chỉ có một câu kệ mà chứng đắc, chứng thánh quả một cách ngoạn mục luôn. Và cái câu chuyện ngài Bá Giá mà đi đảnh lễ cầu pháp với Đức Phật rất là đặc biệt quý vị. Ông là từ một cái đất nước xa xôi, gọi là một cái ở một cái chốn khác rất là xa Đức Phật. Nhưng mà ông nghe nói là Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác, giáo lý của ngài vi diệu lắm. Thế là ông bỏ hết cung vàng điện ngọc. Ông vốn dĩ là một ông vua, nhưng mà ông bỏ hết cung vàng điện ngọc để ông đi tìm Đức Phật để hỏi đạo, mà chưa biết Đức Phật là ông nào luôn. Thì ông không biết vị trí chính xác của Đức Phật đang hoằng pháp ở đâu, cho nên ông đã đi quá cái chỗ của Đức Phật. Và cuối cùng là mọi người nói không, Đức Phật ở cái thành phố khác cơ. Thì ông phải quay về, ông tìm ra được Đức Phật rồi, thì lúc đó ngài đang đi khất thực. Và Ba Giá mới thưa Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, xin ngài thuyết pháp cho con. Con nghe nói là ngài có giáo pháp rất là vi diệu. Đức Thế Tôn mới dạy là Ba Giá, đây không phải thời. Tức là sao? Đức Phật đang trên đường đi khất thực. Đức Phật phải khất thực về thọ trai, giờ này chưa phải là giờ nói pháp của Đức Phật. Đức Phật không có nói pháp, chưa phải thời, nên Đức Phật đi tiếp. Đức Phật đi tiếp thì Ba Giá lại tiếp tục quỳ xuống. Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy nói pháp cho con. Đức Thế Tôn nói, này Ba Giá, chưa phải thời. Xong Ba Giá mới chắp tay, lần này mới đặc biệt nè. Dạ thưa Đức Thế Tôn, ngài hãy nói pháp cho con đi. Tại vì con không biết là ngài sẽ chết khi nào, con không biết là con sẽ chết khi nào, con không biết là làm sao mà con có thể nghe được giáo pháp của ngài, cho nên ngay bây giờ ngài hãy nói pháp cho con đi. Và đến lần thứ ba Ba Hiệ nói câu này, thì Đức Phật trên đường đi khất thực mà, ngài có dừng lại ngồi tọa thiền và thuyết một cái bài pháp dài giống sư cô vậy được không? Đức Phật không nói được vậy. Cho nên Đức Phật trên đường đi khất thực vẫn tay ôm bát, và ngài đã nói, này Ba Hiệ, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Và Đức Phật nói đúng một câu đó thôi. Và Ba Hiệ đã chứng thánh quả ngay chỗ đó, ngay lập tức luôn. Và vừa mới quyết định là xuất gia thì cầu đạo, xuất gia cầu đạo ngày xưa là phải tự mang y bát đến. Thì trên đường vừa mới nghe xong câu kệ chứng thánh thì phải xuất gia ngay trong ngày, chứng bậc A-la-hán thì sao? Không thể trong cái thân cư sĩ này mà chứa được cái thánh hạnh A-la-hán. Cho nên những người mà chứng đắc thánh quả A-la-hán mà đang còn là cư sĩ thì có hai lựa chọn. Một là nhập niết bàn tại chỗ, hai là xuất gia ngay trong ngày, chứ không để tới ngày sau. Thì Ba Hiệ đã chứng A-la-hán ngay lập tức, thì ngài chỉ có một lựa chọn, đó là sao ạ? Ngài tiếp tục ngài xuất gia, và trên đường ngài đi tìm y bác là bị một con bò nó hút chết tại chỗ. Thì khi Thức Thế Tôn được đi khất thực về, quay về thì là Ba Hiệ chỉ còn cái thai chết thôi. Thì các vị tỳ kheo mới thắc mắc là bạch Đức Thế Tôn, Ba Hiệ đã sanh về đâu? Ba Hiệ mới đi cầu đạo với Thế Tôn, giờ chết giữa chừng biển bò hút chết rồi, giờ Ba Hiệ sanh về đâu? Đức Phật nói Ba Hiệ đã sanh về cõi trời rồi, tại vì Ba Hiệ đã chứng A La Hán rồi. Và mọi người mới hỏi là ngài thuyết pháp cho Ba Hiệ khi nào? Ba Hiệ chứng thánh khi nào? Ba Hiệ là người đạt kỷ lục chứng thánh lập tức ngay chỉ sau một câu kệ. Và bây giờ anh hỏi cô giải thích cái câu trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Cô có thể giải thích được bằng ngôn ngữ, nhưng mà cái đó là cái ngôn ngữ rỗng, anh hiểu không? Chứ cô mà hiểu được cái nội dung đó cô cũng thành thánh rồi, cô không có ngồi đây đâu. Chứ cái bài này cô đọc để cô giảng lại cho mọi người mà. Nếu mà cô hiểu được cái nội dung như Ba Hiệ hiểu với Đức Phật thì cô thành thánh rồi, cô thành A-la-hán nè. Đấy. Đúng rồi. Ăn chanh mới biết chanh chua, đi chùa mới biết chùa vui. Ai chứng thánh rồi thì người đó nóng lạnh, uống nước nóng lạnh. Tự biết bây giờ cô uống cái ly này, vị gì mùi gì mình cô biết, chứ cô ngồi diễn tả ngồi có được không? Hoặc là ngày mai ví dụ ai cho cô muối sầu riêng đi, cô ngồi cô diễn tả cho Madu, ê cái này là cái muối sầu riêng nè, cái muối sầu riêng mày ăn nó sẽ có cái mùi này nè. Nó nghe nó hiểu không? Làm sao nó hiểu? Cái chuyện tốt nhất là sao? Cô đưa cái muối sầu riêng đó cho nó ăn. Nó ăn nó sẽ hiểu được cái vị đúng như cô hiểu, đúng không? Đúng như cô ăn đó. Vậy thì nếu như mà cô hiểu được cái nội dung như Ba Hiệ hiểu thì cô sao? Cho nên cô giải thích được với anh như vậy, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Thật ra nội dung ở đây đơn giản hiểu sao? Thấy được bản chất của các pháp như nó đang là. Giống như cái người mới tu thì sao? Thấy núi là núi, thấy sông là sông. Tu một hồi thấy núi không phải núi, thấy sông không phải sông. Tu chứng đắc rồi thấy núi nó là núi, thấy sông là sông. Nghe hiểu không?
Giả bộ hiểu thôi, chứ hiểu thiệt là thành thánh rồi. Dĩ nhiên cô có thể phân tích là thấy núi là núi là tại vì mình chấp là cái này là cái núi. Mình hiểu được một chút, mình biết cái núi nó được hình thành bởi những cái nhân duyên, không phải là cái núi. Giống như bông hồng nó được hình thành từ những cái không phải là bông hồng, như là phân nè, nắng nè, gió nè, mặt trời nè mới thành cái bông hồng. Vậy thì rứt từng cái cánh ra, nếu để nguyên như vậy, mình gọi cái bông hồng cô bứt ra một cánh, cô bứt thêm một cánh, cô bứt một hồi không còn một cái gì hết, cái cây còn gọi là cái bông hồng không? Đâu có kêu là cái bông hồng được nữa. Rồi cái này sao? Chút hồi mà xuống nhà bếp Thiện Bảo xử lý thì sao? Kêu là gì? Rác. Dạ. Rồi nếu mà đem cái rác này, cô hy sinh cái bông hồng nha. Đó, nếu mà đem cái rác này, đem đi bón phân thì sao? Thành phân, đúng rồi. Rồi cái phân này nó bón lên cái cây bông hồng trúng nữa thì gọi nó là thành cái gì? Dạ, bông hồng. Mà thật ra cái này người Việt Nam kêu bằng cái bông hồng thôi, chứ người Anh kêu bằng gì? Rose. Người Hàn kêu bằng gì? Chặn mi cốt. Vậy đứa nào là bông hồng? Rồi cái này là cái gì, cùi bông hồng hay là cái rác bông hồng? Đó, tu được hồi là thấy là cái bông hồng phải là cái bông hồng nè. Xong rồi tu hồi, cái bông hồng thì nó là cái bông hồng đó. Đó, vậy đó, bây giờ vậy cái này có kêu là cái bông hồng đâu. Hiểu không? Cho nên bây giờ trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe thôi. Thấy vậy thôi á con, nghe vậy thôi á con, vạn pháp vạn chất nó là vậy thôi đó. Mà thấy được cái vậy đó là giống ông Ba Hy Gia thành thánh rồi. Còn cái nhân duyên tại sao mà ông tìm Đức Phật, tại sao ông chứng thánh quả, tại sao ông bị con bò nó hút chết tại chỗ, cái này cô đã giảng trong bài Kinh Pháp Cú rồi, tìm lại bài đó nghe ha, cô không có lặp lại. Ở đây cô chỉ thấy anh Hùng thắc mắc cái đoạn đó thì cô nói cái đoạn đó thôi. Cô cũng có thể giảng tới anh từ đây tới sáng về cái thấy chỉ là cái thấy, cái nghe chỉ là cái nghe, mà cái nói của cô chỉ là cái nói thôi chứ không phải là cái chứng. Thiệt là không có chứng, chứng nào thật đó chứ chứng đắc là chưa có. Cho nên là mình cố gắng mình tu. Hồi nãy em nào hỏi cô, anh em nào hỏi cô cái pháp môn gì, ấy hỏi cô phải không? Đó, cái pháp môn nào, thiền gì, có mấy loại thiền, tu thiền nào mới hiệu quả? Cô nói mình phải tu mình biết thôi, đúng không? Ví dụ anh tu thiền tứ niệm xứ anh hiệu quả, người ta tu thiền tri vọng của Hòa Thượng Trúc Lâm, người ta chứng đắc. Có nhiều người nghe thiền hét lên cái họ chứng đắc thì sao? Giờ mình phải có tu, tu hết lòng, tu thiệt thà, tu đừng có lật đật, nhưng mà tu đừng có trật. Đó, tu rất là thiệt thà, tu thành thật, tu đừng có trật thì mình sẽ hiểu được cái pháp môn nào nó phù hợp với mình. Chứ không phải nói là như hỏi cô là cái thiền nào cao hơn thiền nào dễ chứng đắc hơn thiền nào, như mình hỏi là sông này nước nào ngọt hơn. Hồi nãy cô cũng trả lời anh đó, nếu cô sinh ra ở Ấn Độ thì cô sẽ nói là sông Hằng, nếu cô là người Ai Cập cô sẽ nói sông Nil. Hồi nãy cô nói cô là người Việt Nam cô nói sông Mekong, cái Hưng cãi cô là sông Hồng chứ cô, là tại sao Hưng để ra miền Bắc, cô ở miền Nam mà. Đúng không? Vậy thì mỗi cái vùng miền mình sẽ cho con sông của mình là con sông quê ngọt ngào nhất. Vậy sao so sánh nước các con sông nó ngọt khác nhau? Các pháp môn á, không có nào cao, không có nào thấp, nào đúng bệnh là chữa được. Giống giờ cô nói cô uống cái thuốc này tốt lắm nè, mà uống thuốc này là chữa bệnh gì? Đau bao tử của cô. Xong bạn này đau đầu, cô nói uống đi hồi ở cái thuốc này tốt lắm luôn. Mà uống hoài có hết bệnh đau đầu không? Đâu có giống, cái bạn nói thuốc này là thuốc tốt. Vậy cái thuốc này tốt hay không tốt? Tốt với cô mà không có tốt với cái bệnh này. Vậy thì có phải cái lỗi của cái thuốc không? Không, mà là cho cái pháp môn nó thực tập đơn giản như vậy. Dạ, được không ạ? Rồi, cho một câu hỏi cuối cùng ha, rồi mình tụng kinh giao thừa. Có ai có câu hỏi gì nữa không? Nhưng mà con một điều là có những, tức là khi mà mình trong lễ giao thừa này này, tự vật có trong giao thừa này, ví dụ mai các ở trong gia đình của chúng ta, tức là khi mà chúng ta sửa soạn một mâm cơm, thế nhưng mà không may nha, có ví dụ như lấu ra chẳng hạn, mẹ ta đói chẳng hạn, mẹ ta ăn, hoặc con chúng ta không may nó bẻ cái cánh đùi cánh gà, thì có những gia đình thì cũng sẽ không có mắng mỏ, có những gia đình thì lại nói rằng mà như thế thì mất thiêng, như thế thì Phật không phù hộ, thì mong sư cô giải đáp điều kiện ạ. Phật có nói gì đâu. Hôm qua đến giờ nè, cúng chè bưởi có nước cốt dừa, Phật có nói tôi không ăn được nước cốt dừa không? Chưa hề phản đối. Thiện Bảo cúng bánh bao, cúng bánh chưng, Phật nói không. Phật ở đây Hàn Quốc ăn tót chứ không ăn bánh chưng, Phật có phản đối không chưa? Phật đâu có ý kiến ý cò gì đâu. Ví dụ nha, cô nói thiệt, thậm chí cúng ông bà tổ tiên ở nhà luôn, cúng ông bà tổ tiên luôn. Có người nào mà hiện ra mà ăn mất cái đùi đó, mình còn dám đứng đó mình cúng tiếp không? Mình cúng là mình cúng vậy thôi, chứ mà thật sự mà ông bà tổ tiên mình mà hiện về mà ăn mất cái đùi gà hoặc mất cái con gà, mình bảo đảm là đi tìm thầy ếm về ếm, mà đừng vô nhà mình liền á. Làm sao mà dám cúng lần nữa? Sợ khiếp vía đi cho được. Cái này cô nói thiệt luôn á.
mà ông bà mình cũng chưa từng phản đối mà đúng không? Mình có từng thấy ông bà mình về gấp đũa hay là xé đùi gà ra ăn rồi hỏi là sao cái này bóp gỏi chứ không có nấu cháo không? Chưa hề. Đó là mình suy diễn thôi. Cô nói ghẹo vậy thôi nhưng mà nói thiệt đó. Dạ. Tức là sao? Cái đó là do cái quan điểm của mình. Cái này cũng khó nói lắm. Ví dụ như hồi nãy đối với mình, ngày Đức Phật đản sanh là ngày 15 tháng 4. Nhưng trong Phật giáo Nam truyền người ta nói là ngày 8 tháng 4 thì sao? Ở Hàn Quốc này cũng bắt đầu làm lễ Phật đản sanh ngày 8 tháng 4 thì sao? Dạ ai đúng ai sai? Đúng không? Mà cãi là tới sáng luôn đó. Phải không ạ? Rồi bây giờ mình ngồi mình gọt trái cây, người Việt Nam mình là lấy dao gọt ra đúng không? Người Hàn làm sao? Dạ đúng rồi. Mà gọt như vậy người ta thấy mình gọt ra thì sao? Người ta buran he. Hồi ôi vậy đứt tay thì sao? Gọt gì kỳ cục vậy? Mình mới nói bà mới vô duyên, bà gọt đây nó còn nguy hiểm hơn nữa. Tôi gọt đây mới bảo đảm đúng không? Hai bà một bà gọt ra, bà gọt vô là cãi nhau tới sáng. Vậy rồi cái chuyện mà con mình bẻ một cái cánh gà, một cái đùi gà hoặc một cái vị, một cái món ăn nào đó mà mình cho là mất thiên, về đối với người Hàn họ cúng tổ tiên ông bà họ phải giặt cái mặt ra trước thì sao? Họ không có giặt mặt, họ nói không thiên đó. Có ai đây làm dâu nhà chồng Hàn biết liền đúng không? Đây gật đầu rớp rớp liền. Thử để cái trái cây còn nguyên lên mà cúng xem có bị mẹ chồng mắng không? Phải cắt ra trước hết, cái đó mới là cung kính, mới đó mới thiên đó. Còn chị để nguyên cái cây này là không thiên nè, mà về nhà người Việt Nam sao? Đồ tao cúng mà sao mày dám cắt? Đổi cái trái khác liền đúng không? Nói vậy là có cái thể tắp liền rồi đúng không? Chọn tắp nào anh ta? Nó tùy thuộc vào cái văn hóa, cái hệ giáo dục, cái ý thức hệ, cái môi trường gia đình mình. Hồi nãy chị kia, nhà con không bao giờ cúng luôn cô, con dâu trưởng nè, làm chồng làm dâu hàng bao nhiêu năm nay con có phải cúng đâu, cho nên hôm nay giao thượng đến chơi với cô nè. Nhưng mà nhà chị khác thì sao? Hôm nay con dâu trưởng con phải về không là má chồng con la ghê lắm, mà con buồn quá cô ơi, con muốn đến chùa với cô. Vậy giờ dâu trưởng phải cúng với dâu trưởng, không cúng dâu trưởng nào sai? Đó, thấy ngồi đây là biết dâu trưởng không cúng rồi đó. Vậy thì ở đây cô nói rồi, cái việc mình cúng chay hay cúng mặn, cái việc mình cúng giặt mặt hay là mình cúng để nguyên con, cái việc mình cúng bóp gỏi hay là mình nấu cháo, thật ra là do cái khẩu vị của cái người nhà muốn ăn cái gì á. Cái người mẹ mà tâm lý đó, hôm nay nhà mình cúng tổ tiên để coi thằng lớn mình nó thích ăn món gì, nhỏ gái út nó thích ăn món gì, trong cái mâm cúng đó bảo đảm có đủ mấy cái món ăn mà chồng mình thích nè, con mình thích nè, chứ không phải ba má mình chết thích đâu, đúng không? Cúng xong, cúng trước, cúng sau, kính trước cúng mà sau đó ai ăn? Cô nói rồi, ông bà mình mà thiệt mà hiện ra ăn là mình bỏ cái bàn thờ mình chạy liền. Mình ăn mà, mình ăn, cho nên thật ra trong cái lúc mình chuẩn bị mâm cúng, mình đã âm thầm chuẩn bị những cái món ăn mà con mình, chồng mình, người nhà mình thích rồi, phải không? Làm mẹ ở đây là rất đúng. Hồi nhà cô và cô rất thích có đám, tại vì có đám là sẽ có món cô khoái ăn. Mẹ cô đi cúng đám không phải là ông bà, ông ngoại, hồi đó ông ngoại, ông nội con thích ăn cái gì đâu, thích cũng có đó, nhưng mà không. Hồi đó cô là bé út ở nhà, cô rất là thích ăn chè xôi nước. Phải nói nhà cô một năm 4 cái đám giỗ, lúc nào mẹ cô cũng cúng chè xôi nước hết. Chi vậy? Không có một cái ông bà nội ngoại nào của cô ăn hết. Mấy cái viên chè xôi nước đó cô ăn hết nè. Tại sao mẹ cô không cúng chè táo sọn, cúng chè sâm bổ lượng, cúng chè gì đi mà mẹ cô cứ làm chè xôi nước hoài vậy? Tại con tôi nó khoái ăn. Này nói thiệt luôn. Cho nên cô nhìn cái mâm cúng của mẹ cô cũng hiểu cái mâm cúng của quý vị trong gia đình. Nói thiệt ra không có cái nào là thiên hay không thiên. Thật ra cúng tổ tiên ông bà không có ăn, sao mà ăn được? Cái thân mình thấy không? Cái thân trung ấm, hay là nếu ví dụ tái sanh cõi không lành thì cái thực phẩm của họ cũng không có giống mình. Ví dụ tái sanh làm súc sanh đi thì mình thấy cái thức ăn của súc sanh với thức ăn của mình cũng khác nhau. Nếu đủ phước tái sanh làm chư thiên đi, chư thiên rất là chê đồ ăn của mình. Đồ của chư thiên là mỹ vị, không bao giờ chư thiên mà thích cái mùi của mình. Chư thiên nghe cái mùi mình rất là ghê nữa kìa. Đó là lý do trong kinh hay có chư thiên rải hoa cúng dường, chư thiên rải trầm hương cúng dường Đức Phật. Đối với chư thiên cái đó mới là thượng vị, phải không? Vậy thì nếu ông bà cha mẹ mình đã tái sanh làm chư thiên nên cõi trời, mình cúng mấy cái đồ ăn mình ấy, ông bà mình có ăn không? Không có ăn. Vậy thì cái ông bà mình không có ăn, vậy sao cúng? Vậy sao cúng vậy cô? Thôi nghỉ cúng đi, có nghỉ cúng được không? Không, trưa nay cô vẫn cúng tổ tiên đó mà. Trưa nay ai ở chùa với cô thấy rõ ràng cô cúng tổ tiên, cô cũng làm tùm lum bánh trái, bánh mứt, chè cháo gì tùm lum đúng không? Tại sao phải cúng?
cúng để giữ cái truyền thống gia đình. Ở đây cô nói mình đi lấy chồng Hàn hay lấy chồng nước ngoài hay gia đình chồng là mình là người đạo khác đi chăng nữa, mình vẫn cúng tổ tiên ông bà. Không phải Phật tử mới cúng tổ tiên ông bà. Sao? Cây có cội, nước có nguồn, con người thì phải có, con chim có tổ, con người có tâm. Đời mình không chịu cúng kính ông bà mình, đời con cháu mình biết đường cúng kính mình không? Nó mất đi một cái truyền thống rất đẹp của dân tộc. Cho nên cô rất là khuyên, đúng rồi, mình không có bày biện nhưng mà mình cũng phải biết cái ngày đây là ngày giỗ nè con. Ví dụ cái ngày giỗ đó, một năm mình có 4 cái giỗ, mình dồn vô cái ngày gì, ngày Tết Trung Thu mình giỗ một lần cũng được nữa. Tại sao Tết Trung Thu ai cũng được nghỉ hết, Tết Trung Thu ai cũng về quê hết, bây giờ ông bà nội ngoại bốn bên mình cúng một ngày Tết Trung Thu cũng được vậy? À, mình cúng để chi? Nè con, cái hình này nè là ông bà ngoại con nè, ông này là ông bà nội con nè, rồi có ông bà nội, ông bà ngoại đẻ ra ba má mới có con nè, phải không? Con mình nó nhỏ nhưng nó hiểu được cái truyền thống đó, thì tới khi mình nó mới biết đường gửi mình vô chùa. Nó không biết đi tu thiệt, nhưng hồi đó má còn sống, má hay đến chùa. Cho nên chết là nó sẽ đến chùa, nó kiếm thầy cúng cho má, phải ấm áp mình lòng mình không? Chứ bây giờ mình bỏ luôn cái truyền thống đó, con cái mình nó sanh ra trong cái xã hội này, nó không biết gì ông bà nội ngoại, nó không biết phong tục cúng kiến, nó không biết đến chùa để làm dỗ gì luôn. Vậy rồi tới hồi mình nằm xuống ai làm cho mình? Hiểu không ạ? À? Dạ. Cho nên cái truyền thống cúng tổ tiên ông bà là cô rất là khuyên giữ lại. Đó. À, cái này rất là cần thiết. Ừ. Ít nhất mốt mai này, dụ mà mình mà có chùa đó, cô nói cô cũng làm cái địa tạng đường để riêng cho quý vị, à, gửi bài vị ông bà về. Mỗi một năm một lần, mình nhân cái dịp đó mình gieo duyên cho con mình nó đến chùa. Bình thường kêu nó đi chùa dễ gì đi. Hôm nay ngày giỗ nè con. Chê sa na ri à. À, chân đô chê à. Vậy là nó cũng kiểu gì nó cũng đi với mình. Nó đi với mình, nó lại ông Phật được một lại, nó có gieo duyên không? Và nó nối tiếp được cái truyền thống tổ tiên ông bà. Cái này nó rất là quý. Mà các anh chị mà chọn Hàn Quốc là quê hương thứ hai phải nhớ cái điều này, được không? Rồi mai này mình đi đất nước khác, quốc gia khác, hoặc mình về Việt Nam, mình có cúng thì dâu con mình nó mới biết đường, nó cúng, nó thảo nghĩa chứ. Mình không giữ truyền thống, ai giữ cho mình? Hả không? À.